Trước hết, cần phải giới hạn chủ đề lại, mua nhà hay thuê nhà thì nó quá rộng. Loại bỏ những ông đại gia có vài chục tỷ thì mua nhà hay thuê nhà không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, nên lựa chọn nào thì cũng đúng hết. Giới hạn tiền mặt khoảng 2 tỷ là số tiền tương đối của các cặp gia đình trẻ. Điều thứ hai cần giới hạn lại là nhà chung cư hay nhà lô, vì giá trị sử dụng khác nhau và giá trị đầu tư cũng khác nhau, tỷ suất sinh lời cũng như giá trị tương lai rất khác nhau. Mình có gia đình hai bé nhỏ nên không muốn ở nhà tầng, chỉ muốn ở chung cư cho gần nhau dễ sinh hoạt, đồng thời tận dụng được tiện ích không gian của chủ đầu tư. Thứ ba là dòng tiền hàng tháng. Có hai kiểu dòng tiền là đều đều hàng tháng và có xu hướng tăng như dân kinh doanh, hoặc rất ít hàng tháng nhưng đùng cái có nhiều quả rất to, kiểu công chức nhà nước trúng quả chẳng hạn. Mình giới hạn ở điều kiện thứ nhất, chứ mấy ông công chức lương 4-5 triệu nhưng đùng một cái có quả tiền tỷ thì chắc chắn là không bao giờ bỏ 15-20 triệu ra thuê nhà cả. Mấy ông này thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới đất và vàng để tích trữ thôi, cho nên không nói chuyện. Vậy bài toán thu gọn lại là mua hay thuê chung cư nếu bạn có khoảng 2 tỷ và bạn đã có dòng tiền hàng tháng ổn định và có xu hướng gia tăng. Mình thì chọn thuê nhà. Nếu còn trẻ và còn nhiều cơ hội phát triển, hãy thuê nhà để tối ưu thời gian và trải nghiệm hiện tại hết sức có thể. Thời gian trôi đi không lấy lại được. Cuộc sống hiện đang thay đổi quá nhanh nên hãy cứ sống với mục tiêu ngắn hạn 1 năm một thôi cho nó thực tế. Mình sinh ra trong một gia đình công chức cơ bản và ổn định. Bố mẹ và anh trai đều vững vàng về kinh tế, cho nên mình có một nền tảng vững chắc phía sau. Điều đó giúp mình đưa ra nhiều quyết định táo bạo hơn và rủi ro hơn người khác. Việc quyết định thuê nhà nảy sinh ngay từ năm 2012, lúc mình bắt đầu có em bé thứ nhất. Khi đó mình đã bán căn hộ chung cư bố mẹ cho từ khi sinh viên ở Linh Đàm được hơn 1 tỷ để đi thuê nhà và có vốn kinh doanh. Rất đơn giản, lúc đó vợ mình có bầu, mình không muốn đi làm quá xa, 7 hoặc 8 km. Do đó thì tìm nhà ngay sát cơ quan vợ để có thể đi bộ đi làm, còn mình thì cũng gần hơn rất nhiều để có thể đạp xe đi làm được. Căn nhà đầu tiên cũng thuê 7 triệu nhỏ nhắn xinh xắn. Quyết định rất sáng suốt đã tiết kiệm cho mình mỗi ngày 1-2 tiếng hít khói bụi ngoài đường, còn vợ thì nhẹ nhàng đi bộ đi làm. Sau đó căn nhà thứ hai mình chuyển đến thì tốt hơn một chút, do lúc này có thêm em bé nữa và cần nhà rộng hơn. Lúc này mình chuyển đến Sky City ở 88 Láng Hạ, ngay gần cơ quan vợ ở 89 Láng Hạ và gần luôn nhà bà ngoại, rất tiện sinh hoạt. Ở hơn 3 năm rất thích, mình lại muốn chuyển sang căn hộ to hơn phù hợp với nhu cầu cần một phòng riêng để quay video và làm việc ở nhà của mình, với mức phí thuê nhà khoảng 25 triệu cho 3 phòng ngủ. Những điểm tốt khi thuê nhà chung cư. Đầu tiên là linh hoạt lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn khu chung cư nào đó gần cơ quan vợ hoặc trường của con. Có việc mình thấy tiện nhất là lựa chọn làm sao gần tất cả các điểm trên 1 km đổ lại và hạn chế được việc đi xe máy cũng như tốn quá nhiều thời gian đi lại hít bụi mịn ngoài đường. Thứ hai là việc được hưởng thụ mức sống cao, tái tạo sức lao động nhanh với việc thuê nhà. Không cần đợi bạn có tới 2 tỷ, 3 tỷ, 8 tỷ thì mới có thể được ở trong khu chung cư cao cấp. Việc bỏ ra một số tiền ít giúp bạn tiếp cận được nó sớm hơn. Nói thật là nếu đợi đến lúc mình có 8,5 tỷ để mua căn Vinhome Nguyễn Chí Thanh để ở thì cũng đến mùa mít. Cứ tưởng tượng hai vợ chồng mỗi tháng bỏ ra được 100 triệu một tháng, nếu tính vo khỏi lãi kép cho đau đầu thì sau khoảng 7 năm nữa mới có đủ tiền mua nhà. 7 năm là một khoảng thời gian quá dài so với cuộc sống gấp gáp hiện nay. Hiện kế hoạch của mình cho từng năm chứ không dám nghĩ gì quá dài hạn cả. Về đầu tư thì hầu hết các nhà chung cư sau khi mua và sử dụng thì rất hiếm khi tăng giá. Do hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn quá nhiều nguồn cung căn hộ chung cư. Chắc phải chục năm nữa khi nhà nước cấm xe máy và phá bỏ hoàn toàn nhà lô thì các khu chung cư trung tâm mới có thể tăng giá như bên Trung Quốc. Thử tưởng tượng nếu có 2 tỷ hoặc cố hơn mượn phụ huynh được 3 tỷ, mua một căn chung cư và sau này nó sẽ giảm giá, thì có thể nghĩ tới lấy tiền đó đi kinh doanh hoặc ít nhất gửi ngân hàng với lãi suất 7-8% một năm. Hàng tháng bạn cũng có thể có 20 triệu tiền lãi và có thể thuê được căn hộ chung cư cao cấp khoảng 6-7 tỷ rồi. Còn những căn nhà giá trị tầm 3 tỷ thì thuê chắc chỉ khoảng 12-13 triệu mà vẫn còn nguyên 3 tỷ ở trong ngân hàng. Do đó việc thuê nhà lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là càng cao cấp càng lợi. Ví dụ như căn hộ mình thuê Vinhome Nguyễn Chí Thanh 25 triệu một tháng đang giao dịch 8,5 tỷ. Khi đó việc so sánh giá thuê với giá mua lại càng khác biệt. Rất nhiều bạn có tiền, cố gắng mua nhà, thậm chí mua trả góp, cứ nghĩ bỏ ra một cục rồi hàng tháng trả bằng hoặc hơn tiền thuê nhà một chút, sau này 5-7 năm sẽ hoàn toàn sở hữu được cái nhà đó. Có hai điểm sai. Thứ nhất là vắt kiệt dòng tiền khi dồn hết một cục tiền lúc đầu và tiền lãi hàng tháng. Thứ hai, liệu sau 5, 7, 10 năm sau thì bạn có còn thích cái căn nhà bạn đang ở không? Lúc đó có thể thu nhập bạn rất cao và lại muốn bán đi, hoặc nhà bạn thay đổi, công việc đi quá xa chẳng hạn.
Tuy nhiên, việc thuê nhà thì cũng có một số điểm chưa tốt như sau. Thứ nhất, cảm giác chi phí thuê cao. Cái này chỉ là tâm lý dòng tiền bạn kém. Còn tin mình đi, khi bạn có dòng tiền hàng tháng tốt và thuê nhà vài lần, bạn sẽ thấy nó rất là bình thường. Thứ hai, không sửa và làm nội thất đắt tiền theo ý thích được. Cái này thì tùy mỗi người. Mình không quá cầu kỳ cái này, chỉ cần cơ bản nên càng đơn giản càng thích. Những người tỉ mỉ thích lựa chọn đồ thật vừa ý rồi làm gỗ tự đóng có lẽ sẽ không phù hợp. Tuy nhiên, mình thấy xu hướng tương lai đồ nội thất trẻ kiểu IKEA phong cách Bắc Âu rất hợp vợ chồng trẻ. Bạn mình chuyên setup cho các căn Airbnb, có thể chỉ chục triệu là ngon lành luôn cả nhà. Mà đồ thì toàn đồ lắp ráp, thích chuyển nhà cũng dễ. Có thể bạn nào cầu kỳ cứ làm theo ý thích, sau này thích thì lại làm lại nguyên trạng là được. Thứ ba, không ổn định, do có thể nhà chủ cần nhà để bán thì họ đuổi bạn ra. Đối diện với vấn đề này thì có thể xử lý hai cách. Một là điều khoản phá vỡ hợp đồng tăng lên cao. Hai là linh hoạt đồ đạc, có đuổi thì pack đơn giản rồi lại thuê chỗ khác. Hiện tại các team chuyển nhà cũng rất chuyên nghiệp, độ 4-8 tiếng là xong hết. Những lưu ý khi thuê nhà. Thứ nhất, lựa chọn nhà phù hợp theo dòng tiền thu nhập không quá 30% tổng thu nhập. Không phải ngay từ đầu mình đã thuê căn hộ 25 triệu một tháng. Lúc đầu 7, rồi 14, rồi 25 triệu. Nhưng cố gắng hạn chế dưới 30% tổng thu nhập của hai vợ chồng. Nếu quá 30% sẽ hơi khó khăn trong chi tiêu gia đình. Ví dụ thu nhập 50 triệu bỏ 25 triệu thuê nhà thì sẽ không hợp lý. Nếu thu nhập 100 triệu thì việc bỏ ra 30 triệu thuê nhà vẫn thoải mái chi tiêu. Thứ hai, dòng tiền phải đều chứ không nên là dòng tiền đột xuất. Vì cái này sẽ giúp không quá phụ thuộc vào việc trúng quả hay không. Hàng tháng bạn cũng đã có được dòng tiền đủ chi trả cho việc thuê nhà rồi, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu hay đầu tư. Thứ ba, ổn định kinh tế gia đình. Cái này rất quan trọng. Nếu bạn có quá nhiều người phụ thuộc trong gia đình, họ hàng, anh chị em ruột đều trông cậy vào bạn, thì bạn cần có một kế hoạch dòng tiền an toàn hơn, không phải vắt kiệt dòng tiền và trải nghiệm như mình thuê nhà và đi du lịch rất nhiều. Thứ tư, lựa chọn thật kỹ nhà thuê. Có 3 thứ cần kỹ là cần gặp chủ nhà nói chuyện xem họ có tiềm lực tài chính mạnh không. Cái này thì cũng hên xui, nhưng hầu như có rất nhiều gia đình cực giàu, họ có chục căn chung cư Vinhomes cho thuê, nên việc nếu thuê được mình sẽ rất ổn định lâu dài. Thứ hai, tìm hiểu kỹ các dịch vụ lợi ích kèm theo, ví dụ trung tâm thương mại, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, sân tennis miễn phí, v.v. là những thứ bạn nên tận dụng và tính vào lợi ích khi chọn lựa. Hai bé nhà mình chắc chắn sẽ bơi rất nhiều hè này ở tầng 7 Vinhome Nguyễn Chí Thanh. Còn nói thật, nếu không có sẵn thì chắc cả năm cho con bơi vài lần khi đi du lịch resort nào đó, còn lâu mới đưa đi bể bơi để bơi cả. Cuối cùng, khi lựa chọn phòng thuê, điều khoản đền bù bạn cũng cần hết sức cân nhắc. Đền bù càng cao thì càng bền, nhưng nhiều khi chính bạn là người muốn bỏ hợp đồng vì có thể bạn giàu quá nhanh, muốn thuê căn khác xịn xò hơn, hoặc bạn chuyển hẳn vào thành phố Hồ Chí Minh sống chẳng hạn. Phân tích như vậy thôi chứ điều quan trọng là không có tiền để mua. Những căn chung cư thích thì quá đắt, khoảng 5-7 tỷ. Làm nhiều tiêu nhiều nên lấy đâu ra tỷ tỷ đó để mà mua nhà. Do đó thì chả đi thuê. Vậy nếu sau này có tiền thì mình có mua nhà không? Lúc đầu cũng định có 15 tỷ thì bỏ 8 tỷ mua nhà. Nhưng sau nghĩ lại, 8 tỷ đó sẽ gửi ngân hàng lấy lãi 560 triệu. Tìm căn hộ nào tầm 80 triệu một tháng mà thuê chắc cũng phải 50 năm mới hết. Mà lúc đấy thì già rồi. Nhiều người cũng hỏi mình, thế không mua nhà cho con à? Mình thì sẽ cố gắng cho nó cơ hội để tự kiếm tiền cho cuộc sống của nó, cho nó trải nghiệm, cơ hội học tập, cơ hội có những người bạn tốt, còn tiền ai thì người nấy tiêu. Cuối cùng, mua hay thuê thì tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng quan trọng hơn hết là hàng ngày những người xung quanh bạn cảm thấy hạnh phúc và yêu thương nhau là được. Đừng cố gắng cày cuốc rồi mắng mỏ vợ con khi đi làm về muộn, rồi bảo là do muốn kiếm tiền mua nhà cho gia đình. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.